Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Trời đất cơ, mới sáng sớm đang làm gì đó cha nội. Mấy anh em đi qua chơi nè. Trời đất cơ, giờ này mà ngủ cái gì? Dậy, dậy. Mấy ngày đi đâu mà kéo nguyên đám mày? Hôm nay đi qua tham quan chạy cá, hướng dẫn cho anh em coi. Hôm bữa tôi thấy ông mới lên cái dòng gian khổng lồ, màu sắc sặc sỡ đẹp lắm. Cho coi, cho coi. Đâu? Bắt đèn lên, bắt đèn lên. Trời đất cơ, con cá này bự nha ông Tư. Hôm bữa giờ đi kiếm con cá này. Đúng rồi. Trời ơi. Ông Nhí ơi, hôm nay nó bự dữ vậy. Thì nó cũng lồ mà mày. Càng ngày càng lớn nha. Bình thường con cá beta là cỡ này à, cỡ ngón danh à. Còn con này cỡ ngón cái á. Đây nè, con này con thường nè. Ừ. Còn con đó con danh nè. Ừ. Chứ nó khác nhau gấp 3 lần luôn á. Con này con thường nè. Nhỏ xíu à. Đúng rồi. Con danh nó chà bá lửa. Không những cái mình nó bự mà cái đuôi nó dài ông nhí. Nhưng mà tôi là tôi phái mấy con cá nhỏ nhỏ thôi, cá bự là ông Tư phái. Thì chút xíu có gì ông xin cá bự đi, tôi xin cá nhỏ cho. Ừ, vậy để cá bự tôi. Cái gì xin? Mới nói gì? Xin cá. Xin gì đây mày, giỡn hoài. Sao vậy? Cá tao bán mà xin gì? Ông Nhí là ông lớn tuổi rồi, ông nói cái gì, ông hứa cái gì là ông quên hết. Nhắc lại cho ông đi. Mới hôm kia anh em ngồi nhậu nhớ không? Ông nói cái gì? Tụi bay cứ thoải mái đi, Tết nay tao tặng cho mỗi thằng con chơi Tết. Sắp Tết rồi, bây giờ không tặng thì khi nào tặng cha nội? Ủa? Ông hứa với anh em á, gần Tết là qua đây cho mỗi thằng một con. Ông Tư có quay clip hẳn hoi, bây giờ ông cãi đâu có được. Thì tao có hứa. Ừ. Nhưng mà tao hứa khi nào Tết tao mới cho. Còn giờ chưa Tết tự nhiên cho gì? Bây giờ gần Tết rồi, anh em lấy cá về nhà để mà trang trí nhà cửa nữa. Đâu có được, không có được. Tao còn phải lựa đồ nữa mày ơi. Lựa chi? Ông cho cá người ta thì để người ta lựa, đâu có mượn ông lựa. Đúng rồi. Ông lựa cá xấu ông cho là sao? Thôi tao mệt tụi bay quá mày. Tự nhiên chưa tới thời điểm cho mà đi xin gì giờ này? Ê, ê, đi về bển đi. Hai thằng mày đi về bển đi. Cho tao ngủ trưa miếng. Nguyên một đêm mà hôm tao mất ngủ đó. Sao về được? Hôm nay anh em rảnh đi qua đây để mà bắt cá. Ông hứa đã, bây giờ ông hứa lèo hả? Đâu có được. Bắt cái gì mà bắt? Tao hứa với tụi bay là Tết tao cho. Thì cứ tới Tết qua đây tao cho. Còn bây giờ chưa Tết mà xin cái gì? Ông hứa hôm nay ông cho thì hôm nay ông phải cho. Đúng ngày đúng giờ rồi. Nhưng mà bây giờ tao mới đi về đi. Mai mốt tao lựa xong rồi qua tao cho. Chứ bây giờ đâu có được. Bây giờ tao đi ngủ, bây giờ là tao mệt quá rồi. Đi về đi, đi về bển đi. Bây giờ ông cho cá tụi tôi xong, muốn ngủ thì ngủ, không ai phá. Còn ông không cho cá mà ông ngủ á, ông nhắm ông ngủ được không? Cái gì? Phá gì? Tao chấp hết tụi bay luôn á. Còn lâu phá được tao á. Đi 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 về bển đi. Get up. Ngủ chỗ nó nghỉ ngơi tí mà cứ qua đi rồi. Mày về luôn, mày cũng đi về bển luôn. Rồi ông ngủ đi. Sao mày dọa tao? Còn khuya đó mày. I was sweet of a lot of sick and all the cut one one. And I sweet of a lot of my cutter. Saya. 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 Kawa. Kawa. Từ từ, từ từ. Ông ngủ chưa? Mở cửa. Cẩn thận, đừng gây ra tiếng động nha. Làm sao mà ngủ được?
đã hứa cho anh em mình cá rồi, không cho. Bây giờ nằm ngủ. Từ từ nha, từ từ nha. Nhấc đít qua. Rồi chống đứng đi. Nghe lớn không? Lớn lắm. Ui, ui, kỳ vậy ta. Oh no. Dẹp xe đi. Ông Nhí ơi, nổi không, nổi không? Thêm xíu nữa. Ui, ui, ngủ sai ghê ta. Bình thường ông Nhí ông ngủ á, chỉ cần một tiếng động nhỏ là ông dậy. Còn cái này là ông ngủ thẳng cẳng luôn, không quan tâm anh em mình làm gì luôn. Bong bóng này nó nổ một cái, đảm bảo ông hết hồn liền. Bự chưa, bự chưa? Xíu nữa, xíu nữa. Xíu nữa, xíu nữa. Cậu này dài lắm. Dài lắm hả? Xì không? Đúng rồi. Đi ra. Coi ông giật mình nè. Hồi nãy giờ bong bóng không xi nhê, bô xe không xi nhê. Bây giờ anh em mình có cách nào không? Có dữ vậy bà, mấy em bay dẹp đi. Hỏi bài nữa. Mấy cái này không được đâu. Tao tính trước hết rồi. Thấy không? Thấy đồ trâu thôi chưa? Hèn chi giọng không có nghe vậy đó. Còn lợi hại hơn tụi bay nữa đó. Thì ra hồi nãy giờ ông Nhí ổng có hai cái bông tai, ổng nhét vô lỗ tai của ổng. Anh em mình nổ máy xe ổng không sợ.
nổ bong bóng ổng không sợ luôn. Khói thì lấy khẩu trang đeo vô. Sao? Thấy sao? Mấy thằng mày lấy cái bong bóng này phá tao hả? Đúng rồi. Sửa rồi. Không có được đâu em. Sao không được? Không, bây giờ mà mày có đem nguyên cái cửa hàng vô á, cửa hàng bong bóng á, thì cũng không phá được tao. Đi đi, mấy cái này tao thách. Thách thức hả? Tao thách mày luôn á. Ông thách thức tụi tôi. Ừ. Dùng bong bóng, ông vẫn không ngủ dậy. Chính xác. Ông Nhí, ông đang thách thức anh em mình. Ông nói là đem nguyên cái cửa hàng bong bóng vô, ông vẫn không thức dậy. Cái này là ông thách đúng không? Đúng luôn. Thổi bong bóng ông Tư. Đó, rồi phải thách làm đi. Thổi đi. Thôi, giải tán đi. Bây giờ bỏ đi cho tao ngủ tiếp đây. Quá nhiều quá. Bây giờ nè, đi về bển đi. Tao thách tụi bay luôn đó. Kêu tao dậy được á, tao cho cá liền luôn, khỏi chờ tao tết. Đi về bển hết đi. Rồi, ok. Kế hoạch sẽ như thế này. Mình sẽ dùng cái bong bóng này. Mình thổi lên. Thổi không nổi. Dùng nước để mà thổi. Dùng nước để mà thổi, bong bóng này nó sẽ không phát ra âm thanh đâu. Mà nó khủng khiếp lắm. Mở cửa. Coi ông ngủ chưa? Rồi ông Tư. Cột vào cái vòi nước. Rồi, cột vào, đừng để bể nha. Sâu vô, sâu vô. Sâu vô xíu nữa. Rồi, 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 rồi. Rồi, dán băng keo lại. Dán băng keo lại. Em mở cái tay em ra đi. Ừ. Chặt lên, chặt lên. Chặt lên, chặt ở trong trước. Cho nó căng ở trong trước nha. Rồi. Tới ở ngoài. Rồi ok. Thì cái lực nước của bồn á, nó không có đẩy nổi, cho nên là anh em mình sẽ xài nước máy. Ok không? Bây giờ em đi vô nhà, anh nói bật máy là bật máy. Kêu nó nhìn xuống đi, nó té. Chuẩn bị. Nó cần nhịn nóng nước không? Khỏi. Bật máy. Ha ha ha!
Nằm im, nằm im, nằm im. Mày làm gì đó? Hồi nãy ông nói là ông chấp mà. Ông chấp anh em dùng cái bong bóng để mà kêu ông dậy. Bây giờ nằm im đi, đi ra không được đâu. Sao mày chơi gì vậy? Mày làm gì vậy? Ôi 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 ôi. Ê ê ê ê. Nó gãy cái giọng á. Cứ mấy cái thằng quỷ này. Cứ nằm bình thường đi, không sao hết. Hồi nãy ông nói thì sao? Hồi nãy ông nói anh em có thể dùng cái bong bóng để mà kêu ông dậy. Thì bây giờ ông dậy chưa? Đâu có, tao vẫn ngủ mà. Ngủ đâu? Bây giờ mở mắt là dậy đúng không? Đâu chưa dậy nữa. Rồi vậy ngủ đi. Ngủ phải ngáy nữa chứ. Như cái bệnh luôn rồi. Ê ê ê ê ê. Ghê giọng không? Không chịu cái giọng á. Sặc cái giọng. Chịu thua chưa? Tao đâu có thua, tao vẫn ngủ mà. Không chịu thua phải không? Rồi. Giờ ông đâu đi vậy được đâu. Bây giờ ông nói ông chịu thua đi thì tôi tắt nước. Cái này có gì đâu, con bóng đó mà, có gì đâu. Ê, 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 ê. Rồi chịu thua chưa? Đi qua bên đây ông Tư. Đâu có, tao đâu có thua. Chưa chịu thua nữa hả? Có gì này, có gì đâu. Nó nổ đó. Chịu thua ha. Tao đâu có thua. Thua cái gì thua. Vậy ngủ đi. Mày, tôi mà kiếm được vét thôi. Vậy nằm ngủ đi. Ê ê, mày thấy rồi vét rồi. Ông Tư ơi, mở ra coi coi. Bự chưa? Trời đất ơi. Ừ, gãy giọng đi, gãy giọng. Thua, thua. Chết, 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 thua. Chết, chết. Tắt nước. Mấy cái thằng quỷ tào lao mày. Chơi cái gì tèm nhem như mày. Y như sóng biển vậy á. Từ từ đã, cứ bình tĩnh ông Tư. Ông Nhí phan đã, nằm ngủ đi. Chịu thua chưa? Tao đâu có thua. Tao vẫn ngủ mà. Ông nhắm, ông nằm ngủ được không? Mình mẩy ướt nhẹp. Ở nhà còn mấy cái nữa. Tiếp tục ông Tư. Ok, để tôi về tôi lấy. Oh no. Nhanh nhanh lên, nhanh nhanh lên. Lấy thiệt á. Ở nhà tôi là còn cỡ 5 cái bong bóng như thế này. Thì bây giờ nếu ông chưa chịu thua á, là tôi sẽ làm thêm 1-2 cái nữa. Kỳ này là không chết nha, để cho nó tự nổ. Thua. Thua rồi. Ông Tư ơi, ông Nhí thua rồi. Yeah. Đi thay đồ đi. Lửa cá. Đi thay đồ ra đây, có chuyện muốn nói với ông. Nhanh lên. Dép ông nó bay luôn rồi. Bay không tiêu hết chiếc rồi. Đâu có tiêu hết chiếc rồi. Dép ai biểu hồi nãy cũng cái miệng hại cái thân. Ừ. Ông nói là dùng bong bóng, ông thách mà. Thì tôi mới suy nghĩ hoài, mới suy nghĩ ra cái vụ này. Dùng nước để mà cải tà quy chánh. lạnh quá ông Nhĩ ơi. Rồi đó, cho thằng con nó lựa bay lựa đi. Rồi ông Tư lựa trước đi. Tôi lựa con Gian. Ông Nhí bắt cho ông Tư một con gian đẹp đẹp. Ừ. Để tao lựa cho mày. Đây, con này là gian.
mày luôn. Cái này á, mày nuôi nó cỡ này nè, rồi nó bự lên nữa đó nó mới có cảm giác. Rồi. Rồi. Cỡ này là dữ dàng lắm rồi. Ông Tư hồi nãy giờ là ổng khoái con này nè. Ừ. Phải không? Ừ. Rồi, chốt ông Tư con này. Rồi. Tới thằng cu em. Cô em này á là nó kiếm con cá mái về để mà nó ép cái dòng ở nhà nó chơi là copper. Copper phải không? Đúng rồi. Rồi giờ ép con nào? À, có con này độc quyền luôn. Cá mái nha. Ừ. Con này hả? Ừ. Đó. Hỏi nó coi con này được không? Nè mày coi con này coi. Được được. Con nó được rồi. Con cá đây nè. Được, con cá này được rồi. Ủa, ê, nãy mới nó bình thường sao giờ nó kỳ vậy? Ai biết nó có đứt cọng dây nào không? Không có đâu. Trời đất ơi. Đó, con này đầu nó nguy hiểm luôn. Nhìn con cá đi chứ. Cá ở dưới nè. Được rồi, cá này đẹp rồi. Thấy không, thấy không? Thấy. Rồi, đứt cọng dây rồi. Bắt cho nó con này đi. Cá nó đẹp mà. Nó nhìn trên trời không mà nó thấy đẹp. Thằng lại nó nhìn bóng mày. Thôi kệ nó đi. Rồi tới tôi. Đó tao mày đó mày lựa đi. Tôi hồi nãy tôi thấy một con ở đây được lắm. Ông Nhí ơi. Con này chống mái vậy? Con này con mái. Bò sữa, bò sữa. Ừ. Mái hả? Bò sữa yellow đó. Chù cha đẹp quá ha. Thì bên đây cũng có con bò sữa nè. Chống mái vậy? Con này con chống nè. Chù cha con này được nha. Ừ. Cho nó kè coi. Tuy nó không đẹp bằng con này nhưng mà nhìn nó lạ. Để nó kè một cái. Đó. Wow. Không đẹp. Con này đi. Con này thì có đỏ. Ừ con này đi. Rồi. Rồi chốt con này ha. Đó. Rồi. Đó. Thằng nào cũng có phần hết rồi đó nha. Tết đầu nữa tôi ký đầu á. Rồi ok chốt. Ông Tư con này, tôi con này, thằng của em con này. Sao mày thằng này? Mày nhìn con cá kìa. Con chim đẹp quá ông Tư ơi. Ừ. Ở trên trời kìa. Con chim đẹp lắm. Tôi thấy rồi, đẹp lắm. Trời đất ơi, hai ông nội này. Thằng nhìn xuống, thằng nhìn lên mày. Hai mày có bị gì không á? Cái này đứt dây chắc luôn. Rồi chốt. Thôi, vậy đi, chốt. Ôi ơi. Chơi gì này, ớt một chơi gì. Rồi bỏ vô, buộc lại. Trồng vô đây hả? Trồng vô, bây giờ mình xem thử là cỡ nào nó sẽ nổ nha. Nhẹ thôi, để nó lủng. Sâu vô xíu, sâu vô xíu. Từ từ. Cho nó chọt vô luôn. Đúng rồi. Rồi, buộc lại. Ông Tư vịnh. Vịnh cho ông Nhí buộc lại giống nãy. Vịnh thôi chứ đừng kéo ra. Hả? Bây giờ anh em mình sẽ thử cái bong bóng siêu to khổng lồ này tới khi nào nó sẽ nổ. Coi nó bự cỡ nào nha. Đúng rồi. Rồi cho nó lan ra kia. Tao nghĩ chắc nó bự lắm mày. Chịu lỡ. Chó lan ra kia chịu lỡ. Đi vô nhà khi nào anh nói bắt nước là bắt. Rồi được rồi đó. Thử rồi. Đó. Rồi bắt nước. Đó nó đang to lên. Ông Tư coi dìu dìu nó nha. Dìu nó. Đâu mày đâu cần dìu, cứ để nó vậy nó hình nữa nè. Con nó cỡ nào. Rồi ngồi xuống. Đó hồi nãy á là bự lắm nha. Ừ. Hồi nãy là ông Nhí bị cái bong bóng này đè. Nặng không? Nặng mày. Hồi nãy nếu mà ông Tư không chích á là gãy giọng á. Rồi, bự lắm. Hả? Tôi cái giọng bà cào đầu mẹ.
nó đang bự lên nha anh em. Chu cha, tính ra nước bơm cỡ này là bự lắm á, mà chưa nổ nữa. Còn bự nữa. Còn bự nữa. Bự như vậy nè. Ừ. Ê. Gần rồi. Chưa đâu. Chu cha tính ra bự lắm, khỏi lo. Để xem là cái bong bóng này bự cỡ nào sẽ nổ nha. Để coi có thằng nào chạy không. Ừ. Không ai chạy nha, ngồi im nha. Giữ nguyên vị trí nha. Tao làm khó tao ta. Nó thạc mạnh lắm. Ê. Chưa đâu, dễ gì nổ. Ê. Còn lâu lắm, ông yên tâm đi. Yên tâm đi, còn lâu lắm mới nổ. Bong bóng nước nha. Người á. Chu cha, bự lắm nha, bự lắm nha. Ê, này nó ngước lên đỡ ha. Có quyền sờ nha. Ông nhí sờ vô thử coi. Chu cha. Tôi sờ thử coi. Sờ đã lắm. Ơi nó căng. Nó căng. Nó còn bự lắm mày ơi. Nó căng. Căng cứng ngắc à, căng cứng ngắc à. Nhiều nó nhiều nó. Nhiều nó nhiều nó. Dễ gì nổ. Rồi, ông nhí. Ngồi xuống. Cái này nó nổ một cái là chèm nhẹp luôn á. Chưa nổ. Đẹp ghê á. Nó được khoảng mét rưỡi, mét hai nha. Bự lắm, nước tràn lan luôn mà. Quá hốc luôn. Rồi ok, kết thúc clip, quá đã. Chủ yếu á là lau nhà giùm ông á. Lau sàn giùm ông á. Bách luôn rồi. Lau cái đầu mày á. Mày quay ra luôn chứ lau gì. Nhưng mà được, mát. Mình về đi, hết, tan được. Quá đã anh em ơi. Hết. Đóng cá đi chứ, đánh chống lãng hoài.